hướng dẫn cho các bạn một số công cụ mình sẽ không dạy chi tiết ở trong phần bài giảng. Thứ nhất là như này, các bạn có thể học ấy thì cái công cụ nó, bạn đừng nghĩ quá sâu về công cụ nó chỉ là một cái hỗ trợ thôi. Còn cái cách hoạt động Photoshop nó là kết hợp từ layer, vùng chọn cho đến phe giờ cho đến rất nhiều tính năng khác. Không thể nào nói là công cụ nó quyết định được, nhưng mà không có công cụ cũng không được, đúng không? Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào Windows, bạn check cho mình cái tool này, nó kiểm là nó sẽ mở lên này. Thứ hai nữa là công cụ thì nó có di chuyển này, cái adbot này mình không dạy nhá, có vùng chọn này, thì nó có một cái vùng chọn cơ bản, đây là vùng chọn 1 pixel ngang này, các bạn thấy là nó chỉ được 1 pixel thôi. Nếu muốn 2 pixel thì các bạn bật chế độ combine lên, thì các bạn sẽ bấm hơn nữa thì được 2, 3, 4, 5, 6, bớt thì các bạn chọn này, trừ bớt đi. Thì đây là chế độ vùng chọn 1 pixel. Lasso thì ở đây nó có thêm thằng nam châm. Thì nam châm như này nó cũng dễ dùng thôi. Nam châm nó cho phép các bạn chọn vùng chọn bao quanh cái đối tượng mà có phần màu và phần nền nó tách ra. Thì bạn dùng nam châm, bước đầu tiên là bạn tích chuột, các bạn di theo này là nó sẽ ấy, nó sẽ bám theo. Những chỗ nào mà các bạn không thấy nó bám thì các bạn bấm chuột cho nó cái cũng được. Đấy, tức là một là các bạn xác định điểm bằng cách là bấm chuột, hai là để tự động nó đặt điểm cho các bạn. Nếu mà sai một cái điểm nào đó thì bạn sẽ ấn delete. Thế rồi tốt nhất là các bạn cái gì sát sát này là được. Những chỗ nào mà cần thiết thì bấm chuột, không nên lạm dụng nó quá. Ok, và cái này chỉ làm việc trên ảnh nét được thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm ví dụ như công cụ mấy cái này dành cho website nhá. Mấy cái này không dùng này. Mình sẽ chỉ cho bạn thêm công cụ ví dụ như là đâu nhỉ? Có cái tẩy thì đây có background user tool. Thì tẩy các bạn để ý là tẩy phải mở khóa layer ra các bạn tẩy thì nó mới ra cái nền. Nếu như bạn không mở khóa layer mà bạn đè các bạn tẩy luôn ấy, nó sẽ ra cái nền background màu đỏ bên dưới này đó. Thì đây nếu như bạn dùng công cụ background with the tool thì nó hay hơn là nó khi mà nó tẩy ấy, là bạn thấy là nó tẩy phát là đến thì xuyên thấu luôn, không cần mở khóa đó. Magic Eraser thì nó sẽ tẩy thành một cái mảng màu giống nhau. Ví dụ bạn muốn tẩy hết cái nền này thì các bạn dùng Magic này, các bạn bấm vào cái nền phát là nó tẩy hết. Nó không, nó sẽ không cần các bạn phải chọn vùng, nó tự nó thấy đâu là cái phần nền nó tẩy. Các bạn chỉnh thêm một số giá trị, ví dụ như là bỏ giới hạn đi thì nó sẽ tẩy tất cả này. Giới hạn lại thì nó chỉ tẩy trong một khu vực thôi. Ví dụ nó chỉ tẩy, ví dụ mình tẩy đây chẳng hạn, nó chỉ tẩy trong ô thôi, nó không tẩy lan ra ngoài được. Đó. Tolerance là độ sai số, tăng lên thì nó sẽ tẩy được nhiều màu hơn đấy các bạn đấy. Tăng quá nó tẩy cái lá mất. Giảm bớt đi thì nó sẽ tẩy đây. Bạn nếu bạn để yếu quá thì độ sai số ít ấy, thì nó sẽ tẩy được ít. Thì cái này là do ảnh, không thể nào nói cái giá trị này bao nhiêu chính xác được. Tốt nhất là cái ảnh bạn phải đẹp, phải nét. Đó. Gradient thì mình dạy bài rồi. Paint Bucket là cái công cụ tô màu vào các khu vực màu giống nhau. Ví dụ bạn có một màu vàng này, muốn đổ màu đây thì thay vì mình phải tạo vùng chọn bằng quick tiếc gì đó chẳng hạn, sau đó mình nhấn Alt Delete thì mình sẽ dùng cái này, mình bấm phát được luôn. Cái này thì cũng mình dùng nhiều, mình không dạy mấy cái này mấy, 3D thì chịu luôn. Trong này nó có ba công cụ M này, làm M này, M đi này, ngược lại nó sẽ là làm sắc lên này đó. Đó, tức là nó sẽ làm nét cái ảnh lên. Và một thằng nữa là cái smooth này thì nó là để di hình này, các bạn chú ý chỉnh đầu bút là được. Làm sáng làm tối thì dạy rồi. Ở đây là pen cũng dạy rồi, shape nói qua các bạn rồi. Cái này là dành cho support cho shape. Cái này là nhóm di chuyển. Ở đây zoom, đây màu, mấy cái linh tinh đó, thế thôi. Không có gì khó trong mấy công cụ này cả. Các bạn chủ yếu quan trọng nhất là công cụ di chuyển này, công cụ của vùng chọn này, công cụ quick này, công cụ crop này, công cụ brush này, công cụ tẩy này, công cụ text này, công cụ pen này, làm sáng này, và một số thằng linh tinh nữa. Ở đây nó có một số công cụ, ví dụ như công cụ history là lịch sử này, công cụ art history là nó vẽ ra mấy cái dạng art art này, clone stamp đây là một thằng để sao chép, và một thằng này là chuyên để tô họa tiết, thì các bạn đỡ phải ấn mấy cái lệnh mình dạy, các bạn chỉ cần chọn họa tiết thôi, các bạn sẽ tô được luôn. Đấy, thì mỗi cái nó có ưu điểm, nhược điểm riêng. Đấy, cái này thì các bạn chú ý xem học bài đầy đủ, các bạn sẽ thấy.
chúc bạn thành công.